Minh Tuấn và Quỳnh Anh xin chào tất cả các bạn đang cùng đến với chương trình Nhịp Sống Trẻ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Tháng 5 mùa hè với thật nhiều cảm xúc và niềm vui, và mong rằng tất cả các bạn của chúng ta có đầy đủ năng lượng để vượt qua những kỳ thi quan trọng cũng như tận hưởng mùa hè của chính mình. Nhịp Sống Trẻ ngày hôm nay như thường lệ vẫn sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những chuyên mục thật trẻ trung và đầy sức sống về thời giới trẻ xung quanh chúng ta. Một bạn trẻ chúng ta sẽ cùng làm quen với những thành viên hội từ thiện Thiện Tâm thành phố Huế. Những hình ảnh về liên hoan ca mùa nhạc của đoàn khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế là nội dung sẽ có trong Cẩm Nang Trẻ. Phong cách trẻ sẽ là clip nhạc phổ cổ với sự thể hiện của giọng ca trẻ Như Hảo đến từ trường Văn hóa Nghệ thuật. Và cuối cùng, góc nhìn trẻ sẽ là những cảm xúc của các bạn trẻ học sinh lớp 12 đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trong ngày lễ ra trường và tri ân, sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Các bạn thân mến, hoạt động thiện nguyện đang là một phong trào thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên. Một bạn trẻ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những thành viên của hội từ thiện Thiện Tâm để cùng xem những bạn trẻ với tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã đóng góp điều gì cho xã hội. 8 giờ sáng chủ nhật tại chùa Đàm Hoa, thành phố Huế. Những bạn trẻ đến từ hội từ thiện Thiện Tâm đang nhanh chóng cho cơm và thức ăn vào hộp. Đây là những suất cơm chay từ thiện được các thành viên của hội chuẩn bị từ lúc 3 giờ sáng, bắt đầu từ công việc chuẩn bị, sơ chế thực phẩm và chế biến. Những hộp cơm chay này sẽ được các thành viên của hội chuyển đến tận tay những người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại địa điểm chùa Phật Quang, hay những người mắc bệnh hiểm nghèo và người thân của họ ở Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là hoạt động thường xuyên của hội vào mỗi ngày chủ nhật cuối tháng. Hoạt động này đã được hội bắt đầu khởi động và duy trì được hơn một năm. Mỗi đợt như vậy có khoảng 400 suất cơm được phân phát, tổng trị giá khoảng 5 triệu đồng. Nguồn quỹ hiện tại của hội là nhờ các anh em trong nước cũng như hải ngoại, chủ yếu đóng góp vật chất và tinh thần. Hội cũng có kinh doanh bán hoa để gây quỹ. Anh em trong hội chủ yếu là các bạn sinh viên trẻ, đóng góp chủ yếu đóng góp là cái tinh thần và cái lòng thiện nguyện. Hội từ thiện Thiện Tâm được thành lập từ ngày 15 tháng 8 năm 2010 với thành viên là các bạn trẻ có tuổi đời từ 18 đến 30. Thành viên của hội chủ yếu là sinh viên hiện đang học tập ở các trường đại học trong thành phố Huế. Lấy khẩu hiệu hành động là kết nối yêu thương, những người bạn này đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến những hoàn cảnh nghèo khó trong xã hội. Cập nhật thông tin qua mạng xã hội Facebook hay từ bệnh viện, nhóm đã cử người đến tìm hiểu sâu sát từng hoàn cảnh cụ thể rồi mới tìm nguồn hỗ trợ, với mong muốn rằng món quà của những tấm lòng vàng sẽ được chuyển đến tận tay những người có hoàn cảnh thực sự khó khăn. Tuy đến từ nhiều trường học khác nhau, nhưng khi trở thành thành viên hội từ thiện Thiện Tâm, các bạn trẻ dễ dàng bắt nhịp và chủ động được công việc của mình. Để có được sự thống nhất cao, ban điều hành của hội có sự phân nhóm làm việc cụ thể như ban tổ chức hoạt động, ban truyền thông, ban vận động tài chính. Tùy theo khả năng của bản thân, những bạn trẻ có được một môi trường hoạt động nhóm hiệu quả, đồng thời thông qua đó làm được những công việc có ích cho cộng đồng. Với suy nghĩ, người thương người bao nhiêu cũng là thiếu, ghét người một xíu cũng là thừa, những bạn trẻ đã bước vào hội với một tấm lòng thiện nguyện, góp sức trẻ của mình cho những hoạt động chung giúp xã hội tốt đẹp hơn. Ngoài việc học ở trường, những người bạn này thường xuyên gặp gỡ nhau để bàn kế hoạch cho những hoạt động sắp tới. Sau gần 5 năm thành lập, nhóm Thiện Tâm đã có những hoạt động từ thiện đáng chú ý như thăm và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện nghèo vào các dịp lễ Tết, hỗ trợ học bổng cho các bạn học sinh sinh viên nghèo vượt khó hay giúp đỡ khẩn cấp cho các bệnh nhân đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, hội cũng thường xuyên có những hoạt động giao lưu để tạo tinh thần gắn bó cho các thành viên của hội. Đặc biệt khi hoạt động nào cần huy động đông người, các bạn trẻ đều tranh thủ thời gian ngoài giờ học để tham gia một cách tích cực. Đã hoạt động được 5 năm rồi, cũng đạt được nhiều thành công, nhưng mà thiếu sót thì không thể nào tránh khỏi được. Nhưng mà thiếu sót lớn nhất mà ban điều hành nghĩ đó là việc quy mô của hội còn nhỏ so với những hoàn cảnh mà hiện giờ bên ngoài xã hội còn quá nhiều. Cho nên hội rất mong muốn là sẽ kêu gọi được nhiều hơn, kêu gọi những nhà hảo tâm có thể đóng góp được nhiều hơn và tổ chức được những chương trình ý nghĩa hơn cho những hoàn cảnh khó khăn ngoài xã hội.
Những người bạn trẻ với những ước mơ khác nhau, nhưng ở họ có cùng chung một tấm lòng muốn sẻ chia. Không mưu cầu cá nhân, không phân biệt quê hương hay công việc. Họ gặp gỡ nhau từ sự tự nguyện, cống hiến và những hành động giản dị như vậy. Những hoạt động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, qua đó giúp những người trẻ cởi mở, sống hướng ngoại hơn, đồng thời biết nhìn về những hoàn cảnh khó khăn để học cách sống quan tâm và mở rộng lòng thương. Năng nổ, nhiệt tình và rất tự nguyện, đó là những điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ở những thành viên hội từ thiện Thiện Tâm. Không chỉ học cách chia sẻ tình yêu thương đối với những hoàn cảnh còn khó khăn, các bạn trẻ này còn đang cố gắng để làm mình trưởng thành hơn và sống cuộc sống có ý nghĩa hơn thông qua những hoạt động này. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục chương trình kết nối yêu thương như chính thông điệp hành động mà hội đã đề ra. Những liên hoan ca mối nhạc là những sân chơi hấp dẫn dành cho những người trẻ tuổi thể hiện niềm đam mê ca hát và khả năng nghệ thuật của mình. Để chào mừng những ngày lễ lớn trong tháng năm này, Minh Tuấn cùng với lại Quỳnh Anh đã tham gia chương trình liên hoan ca mối nhạc của đoàn khối cơ quan tỉnh. Có khá nhiều tiết mục ấn tượng và thú vị, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những khoảnh khắc đẹp của liên hoan trong mục Cẩm nang trẻ. Liên hoan ca mối nhạc đoàn khối các cơ quan tỉnh là sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực, đồng thời đẩy mạnh phát triển phong trào văn hóa văn nghệ trong các tổ chức cơ sở đoàn ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm nay là năm thứ hai liên hoan diễn ra, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo các tổ chức cơ sở đoàn. Thông qua hoạt động này thì những cơ sở đoàn cũng thấy được những mục đích của những cái ngày ý nghĩa, những cái ngày lễ trọng đại lớn của quê hương đất nước. Nhưng vì vậy mà một số tổ chức cơ sở đoàn họ đã tập trung đầu tư, tập luyện công phu nghiêm túc để tạo được cái chất lượng cho cái hoạt động liên hoan ca mối nhạc đoàn khối lần thứ hai này thành công tốt đẹp. 74 tiết mục đến từ 25 đơn vị trực thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem, cùng với nhiều phần trình diễn đặc sắc của các đơn vị về chủ đề ca người Đảng, Bác Hồ, ca người tình yêu quê hương biển đảo. Trong liên hoan năm nay, ngoài các thể loại đơn ca, song ca, tam ca, tử ca, tốp ca, đặc biệt còn có sự góp mặt của nhiều tiết mục mang thể loại hợp xướng. Đây là tiết mục hợp xướng Đảng Quang Vinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, khiến khán giả thích thú vì được dàn dựng công phu. Sự đầu tư công phu còn được thể hiện trong âm nhạc, biên đạo, trang phục, cho thấy sự sáng tạo trong dàn dựng, và nổi bật là các tiết mục như Từ Nguyện của Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ quốc gọi tên mình của Chi đoàn Tòa nhân dân tỉnh, hay tiết mục Giai điệu Tổ quốc của Chi đoàn Đài phát thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế. Tất cả đã mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả và ban giám khảo. Dù là những dòng ca điệu múa không chuyên, nhưng vẫn truyền tải được tinh thần và những cung bậc cảm xúc của các ca khúc đến khán giả, lúc sâu lắng nhẹ nhàng, lúc lại sôi động vui tươi. Nhiều tiết mục hạt múa thu hút khán giả khi được thể hiện một cách độc đáo, sáng tạo, tươi trẻ, nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc, như tiết mục Nón bài thơ quê em của Chi đoàn Sở Tư pháp, Làng quan họ quê tôi của Trường Cao đẳng Nghề Du lịch. Khi tham gia cái hội liên hoan này thì thể hiện một cái vai trò thanh niên trong một cái trường học, để tạo nên một cái sân chơi, tạo cho học sinh sinh viên nó có được một cái ngoài cái giờ học thì có những cái buổi vui chơi, giải trí, giao lưu với tất cả các bạn trong lứa, qua đó cũng thể hiện cái niềm đam mê của mình về đối với âm nhạc. Sau một ngày thi sôi nổi và hào hứng, kết quả chung cuộc về thể loại đơn ca, song ca, giải nhất thuộc về Sở Thông tin và Truyền thông với ca khúc Từ Nguyện. Về thể loại tam ca, tử ca, giải nhất thuộc về Đài phát thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế với ca khúc Giai điệu Tổ quốc. Trường Cao đẳng Sư phạm Huế đạt hai giải nhất và nhì với thể loại tốp ca, múa qua tiết mục Đảng Quang Vinh và Trái tim của biển, đồng thời đạt giải toàn đoàn của liên hoan năm nay. Liên hoan ca mối nhạc đoàn khối các cơ quan tỉnh thực sự có ý nghĩa và bổ ích trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 6, Đại hội Đảng bộ lần thứ 15. Đồng thời đây cũng là cuộc thi âm nhạc giúp các cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc các đoàn khối các cơ quan tỉnh có cơ hội giao lưu, học hỏi và thể hiện tài năng âm nhạc của mình, góp phần đẩy mạnh phong trào giao lưu văn hóa văn nghệ.
Viết về phố, nhiều nhạc sĩ đã gửi gắm biết bao điều. Đó có thể là những ngôi nhà, những hàng cây, gắn hàng rong và đôi khi là cả mối tình đầu đã đi qua trong ký ức. Ca khúc Phố Cổ của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Duy Hùng là một ca khúc viết về phố đậm chất nhạc, ca từ giản dị nhưng mà người nghe cảm thấy ấm lòng. Phong cách trẻ ngày hôm nay sẽ gửi đến các bạn clip Phố Cổ qua giọng ca của Như Hảo đến từ trường Văn hóa Nghệ thuật và những cảnh quay đẹp ở Huế. Mùa thi và cũng là mùa chia tay đầu lưu luyến của các bạn học sinh khối lớp 12. Ở Huế, nhiều trường trung học phổ thông đã tổ chức lễ tri ân và ra trường cho các bạn học sinh khối lớp 12. Một góc nhìn trẻ ngày hôm nay, Diệu Thủy sẽ cùng với các bạn đến với một không khí của một buổi lễ như vậy ở trường chuyên quốc học.
Các bạn thân mến, 3 năm học thời cấp 3 là một chặng đường với rất nhiều kỷ niệm gắn bó với các bạn học sinh ở ngôi trường mình học, với biết bao những cảm xúc, những tình cảm với thầy cô và bạn bè. Hiện nay, Diệu Thủy đang có mặt ở trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học trong buổi lễ tri ân và ra trường của các bạn học sinh lớp 12. Và tin chắc rằng sẽ có những cảm xúc đông đầy trong khoảnh khắc ý nghĩa này. Và ngay bây giờ, Góc Nhìn Trẻ thân mời các bạn hãy cùng đến với một vài chia sẻ. Cũng khá là buồn bởi vì sắp chia tay trường, sắp chia tay thầy cô, bạn bè trong lớp. Nhưng mà cũng vui bởi vì đây là buổi trưởng thành để mà bọn mình bước đến đường đời. Hôm nay là ngày kết thúc những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Giờ mình cảm thấy là những kỷ niệm của tuổi học trò là rất đáng nhớ. Và dù mai này có đi đâu thì mình cũng luôn giữ mà trong tim. Lễ tri ân ra trường hôm nay sẽ là một ngày để là em để mình cảm thấy lời lời xin lỗi cũng như cảm ơn để thầy cô qua những khúc ca, qua những và cũng lời chúc của mình tới bạn bè, những lời chúc mà chưa bao giờ nói ra. Đây là có thể là lần cuối cùng mà mình được đứng trên một trường này nữa, và mình cũng có rất nhiều cảm xúc, những điều muốn nói cho các bạn và các cũng như thầy cô giáo. Và đây cũng là một trải nghiệm để mình có thể trưởng thành hơn sau này khi mà trở lại lại trường này. Bây giờ là rất là muộn để mong có cơ hội lưu giữ những kỷ niệm đẹp với bạn bè thầy cô. Và có lẽ là những cái điều mà mình trong suốt năm mình chưa làm thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng làm để hoàn thành những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học sinh. 3 năm vừa rồi thật là rất là nhanh. Và đến những ngày này thì cảm xúc vui buồn nói chung cũng là rất là nhiều. Và mình chúc cho các bạn là hoàn thành ước mơ và trở thành những con người có ích cho xã hội trong tương lai. Chia tay mãi trường thân yêu, tạm biệt những dấu yêu ngọt ngào và lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Các bạn học sinh đã làm gì? Và ngay bây giờ các bạn trẻ thân mời các bạn hãy cùng đến với những hình ảnh đẹp của buổi lễ tri ân và ra trường của học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học. Tháng 5, mùa phượng, mùa chia tay. Đây có thể là ngày cuối cùng của những học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Huế. Lễ tri ân và ra trường chính là thời khắc ý nghĩa với tất cả những bạn trẻ này. Rồi mai đây, mỗi người sẽ có những lựa chọn khác nhau và họ sẽ tiếp tục đến với những chân trời mới hơn. Nhưng có lẽ khoảnh khắc này sẽ lưu dấu trong tim mãi mãi như một món quà kỷ niệm thời đi học. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, chúng em sẽ chính thức là những cựu học sinh quốc học. Chúng em sẽ không được đi học ở trường quốc học này nữa. Vì vậy, điều mà em và những ban tổ chức muốn gửi đến các bạn và quý thầy cô trong ngày hôm nay đó chính là tinh thần, tình hình học trò và thầy trường, tình thầy trò giữa học sinh và đối với nhà trường, đối với ngôi trường quốc học thân yêu này. Học 3 năm cấp 3 thì mình muốn để lại một chút gì đó ở quốc học, thì mình muốn buổi lễ tri ân thật đặc sắc đầy ý nghĩa. Những ca khúc viết về thời áo trắng được chỉnh các bạn học sinh biểu diễn, những chia sẻ của các thầy cô giáo, của các bạn học sinh, tất cả sẽ trở thành những gì rất thân thuộc và ấm áp để mỗi khi nhớ về, học trò quốc học đều cảm thấy vui và hạnh phúc. Chia sẻ cùng các em học sinh lớp 12 trong dịp này, thầy hiệu trưởng đã cảm thấy tự hào vì đây là một thế hệ vàng của quốc học với thành tích học tốt cùng những giải thưởng và dấu ấn khó quên mà các bạn học sinh để lại cho ngôi trường này. Đây là nhóm học sinh lớp 12 anh 2 cùng cô giáo chủ nhiệm của mình. Đối với các bạn học sinh, có được những khoảnh khắc cuối cùng trên sân trường với cô giáo thân yêu là một dấu ấn. Những tấm ảnh sẽ ghi lại giúp các bạn học sinh không gian đông đầy kỷ niệm khó quên, với tiếng cười trong trẻo của bạn bè, ánh mắt đầy yêu thương của thầy cô giáo, và có cả những giây phút thần tiên ngập trong cảm xúc. Mình cảm thấy như mọi điều dường như mới chỉ là hôm qua, và bây giờ cảm thấy rất là bồi hồi và mình yêu quốc học. Riêng mình là một học sinh của lớp 12-2, mình yêu lớp 12-2 và cả trường quốc học nữa. Và trong giây phút này đây mình cảm thấy rất là bồi hồi và mọi cảm xúc như đang dâng trào trong mình. Mình cảm thấy là chia ly lúc nào cũng khó khăn, nhưng mà đây cũng là một cơ hội tốt để mình có thể trưởng thành hơn. Dù sao thì chia ly cũng là một việc không thể tránh khỏi, và mình mong cho tất cả bạn bè sẽ đạt được những ước mơ thành công trong cuộc sống. Chia tay ra trường, có lẽ bạn học sinh nào cũng muốn nói thật nhiều điều với thầy cô giáo của mình.
bởi đó là những người đã đồng hành cùng các bạn học sinh trong suốt 3 năm trung học. Sẽ không thể thiếu vắng hình bóng tận tụy của thầy cô trong thành công đang chờ đón các bạn phía trước. Lễ tri ân ra trường sẽ là thời gian đáng trân quý nhất. Để mai sau này khi đã lớn khôn, tất cả sẽ luôn nhớ về thời hoa niên với những năm tháng tuyệt vời này. Và dù đã chứng kiến nhiều lễ tri ân và ra trường của các thế hệ học trò, nhưng trong lòng các thầy cô giáo luôn đong đầy những cảm xúc. Chủ nhiệm 12 rất là nhiều năm, và cứ mỗi lần tới cái kỳ lễ tri ân và ra trường thì bao giờ giáo viên chủ nhiệm cũng có một cái cảm giác rất là lạ, vẫn là rất xúc động và rất là lưu luyện với các em. Và trong ngày này thì tôi chỉ gửi một lời chúc cho các em có một cái kỳ thi thật là thành công mỹ mãn và luôn đạt được những cái ước mơ của mình. Quốc học chính là nơi đã cho các bạn học sinh một thời áo trắng sân trường trong trẻo và khó quên. 3 năm học ở trường có lẽ là khoảng thời gian đủ để những tâm hồn trong trẻo này cảm nhận được những yêu thương, có thêm những người bạn mới, vun đắp thêm những tình cảm thầy trò. Chính vì vậy, ngày chia tay, các bạn học trò luôn có cách riêng để lưu lại những hình ảnh về trường. Có lẽ lúc này đây, nhiều bạn học sinh mới thấu hiểu hết những câu thơ của nhà thơ Tế Hanh trong bài thơ Nhớ Trường. Trường ơi, mai mốt ta từ già, mãi mãi không còn ở với ngươi. Ta buồn, buồn cả trong thân thể, như sắp chia tay với một người. Trong ngày đặc biệt này, các bạn học sinh cảm thấy mình đang sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và cảm nhận nhiều niềm vui hơn. Và có thể những điều bé nhỏ sẽ được các bạn nhắc đến khi chia tay, ra trường. 3 năm học đã có quá nhiều kỷ niệm, và học trò cũng đã đủ trưởng thành để biết quý giá những giây phút bên nhau. Những cây phượng già trên sân trường hoa đỏ rực, đó như chính khát vọng được vươn lên, được bay vào tương lai một cách tự tin bằng chính kiến thức và khả năng của các bạn học sinh. Không chỉ là ngày để các bạn học sinh tỏ lòng biết ơn các thầy cô giáo, chia sẻ những yêu thương với bạn bè, với ngôi trường gắn bó trong 3 năm học. Lễ tri ân ra trường còn là cầu nối để ngọn lửa truyền thống tốt đẹp của trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Huế được sáng mãi và lưu truyền qua các thế hệ học sinh. Các bạn ở trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học trong buổi lễ tri ân và ra trường có thể thấy rằng thì cả bạn học sinh đã có một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời, và đây là cơ hội để thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với thầy cô và cha mẹ. Và lễ tri ân và ra trường cũng là thời khắc đánh dấu sự trưởng thành, nhắc nhở các bạn học sinh lớp 12 chú ý hơn, ý thức hơn về học tập và lao động sau này. Và đây cũng là một hành trang quý giá giúp các bạn thêm tự tin hơn trên hành trình chinh phục ước mơ của mình. Các bạn vừa gặp gỡ các thành viên trẻ của câu lạc bộ Thiện Tâm thành phố Huế và được xem các hình ảnh về liên hoan ca mục nhạc của đoàn khối cơ quan tỉnh. Và các bạn cũng vừa lắng nghe một ca khúc trữ tình viết về phố cổ và cùng hòa mình cùng các bạn học sinh lớp 12 trong buổi lễ tri ân và ra trường. Hy vọng các bạn đã có những giây phút thư giãn thoải mái cùng chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.